Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Đó, Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là đăng ký cái tài khoản Để chúng ta có thể đặt xe ở trên cái app taxi ứng dụng là xanh FM nhé mọi người nhé Thì đầu tiên thì nếu mà các bạn sử dụng cái chiếc điện thoại iPhone Thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng App Store để chúng ta tải ứng dụng này về Còn nếu mà các bạn dùng hệ điều hành Android thì các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng là Google Play cho mình nhé Ở đây thì mình đã tải sẵn về rồi Tiếp theo các bạn sẽ kích vào cái ứng dụng là xanh SM nhé Rồi ở đây thì mình sẽ kích vào cái phần là continue nhé. Rồi mình ấn vào tiếp này. Rồi mình ấn vào tiếp này. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ điền cái số điện thoại của các bạn vào đây cho mình. Sau khi điền xong cái số điện thoại thì mình sẽ kích vào phần là tiếp tục nhé. Ở đây thì các bạn có thể là chuyển qua cái ứng dụng là Zalo để chúng ta có thể là nhận mã OTP. Ở đây thì mình sẽ không và mình sẽ nhận qua mã SMS nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần là gửi OTP này lúc này nó sẽ có một cái mã OTP gửi về điện thoại của các bạn, chúng ta chỉ việc kích vào đây thôi, là nó sẽ tự động nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần là thiết lập sau trong cài đặt này. Lúc này các bạn sẽ điền họ và tên của các bạn vào đây cho mình. Sau khi điền xong họ và tên thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ email của các bạn vào nhé. Chúng ta sẽ điền đúng cái địa chỉ email của chúng ta để trong những cái trường hợp ví dụ như chúng ta muốn làm tài xế thì chúng ta cũng có thể là đăng ký được ở trên cái ứng dụng này nhé mọi người nhé. Sau khi mình điền xong cái tài khoản Gmail của mình thì mình sẽ kích vào phần là tiếp tục nhé. Lúc này các bạn sẽ tạo cái mật khẩu cho các bạn. Ờ, cái mật khẩu thì nó gồm là 6 số nhé mọi người nhé. Rồi điền xong mật khẩu thì mình sẽ kích vào phần là tiếp tục nhé. Rồi mình ấn vào phần là tiếp tục này. Mình sẽ kích vào phần là cho phép khi dùng ứng dụng nhé. Có nghĩa là cho phép cái ứng dụng này biết cái vị trí của chúng ta mỗi khi chúng ta đăng nhập vào ứng dụng nhé. Rồi mình ấn vào là cho phép này. Đó thì lúc này mình đã tạo thành công cái tài khoản là xanh SM nhé mọi người nhá Lúc này chúng ta hoàn toàn có thể là đặt cái dịch vụ Hoặc là kể cả thuê xe chúng ta cũng thuê được nhé mọi người nhá Ở đây thì có dịch vụ là taxi này Dịch vụ đi tour này nó thuê xe này Ở đây thì mình sẽ kích vào thử cái phần là ô tô nhé mọi người nhá Đó mọi người có thể là nhìn thấy này Nó sẽ ra cái phố mình đang ở luôn này Và cái địa điểm mình muốn tới là địa điểm ở chỗ nào Ví dụ như mình điền ra một cái địa chỉ Ví dụ như là Bắc Linh nhé Rồi mình sẽ chọn vào một cái địa điểm của Bắc Linh nhé mọi người nhé Một địa điểm bất kỳ Rồi mình sẽ kích vào phần là xác nhận điểm đón này Đó thì các bạn có thể là nhìn thấy Lúc này nó sẽ ra cái đoạn đường của chúng ta đi nhé mọi người nhé Mọi người có thể là nhìn thấy này Đây nó chỉ mất 5 phút thôi mọi người này Và dưới này là cái phương tiện mà chúng ta muốn chọn nhé Ví dụ như các bạn đi xe đen thì nó sẽ là 16.000 này Và các bạn sẽ kích sang là xanh M Luxury thì nó sẽ đắt hơn nhá tùy theo vào cái đoạn đường của các bạn đang đi mà người ta tính tiền cho các bạn nhé, Rồi, ok và lúc này chúng ta chỉ cần một kích vào phần là đặt xe thôi. ở đây thì mình làm video hướng dẫn, thế nên là mình sẽ không đặt xe nhé, mọi người nhé, ok. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tạo cái tài khoản xanh fm và đặt xe taxi xanh fm mọi người nhé. thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích trong hôm này đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình